Bà con chúng ta nhìn thấy đây là cái vườn mít của ông chú ở trên Lâm Rộng, ấy là ở trên gì Đồng Nai, Tà Lài Đồng Nai, Tân Phú Đồng Nai, cây 8 tháng quý vị. 8 tháng đây, đây vô cái kho phân của ông chú ơi coi. Đây không phải kho phân ấy, đây xả gì đây chú? Đây chú cha. Siêu dưỡng cây rồi đây cái kho. Chú mới xịt cái này hôm qua nè, tại vì không lại đi mà đi siêu giáp rồi đó. Đây nè. Dạ. Chú rồi chúng ta đi ra đi, ra đây chú, ra đây. ra ngoài đi rồi chúng ta quan sát. Chú tư hả? Chú thứ mấy? Chú là chú 6. Chú 6 à? Chú 6. Không đưa hình chú lên kia nha. Không đưa hình chú lên nè. Quay phim con quay chú nói thôi hả? Bữa nay chúng ta quan sát một chút xíu cái vườn nói của chú Sáu. Thì nó hơn 8 tháng chú. Hơn 8 tháng. Thì cũng có cây tốt, cũng có cây không tốt chứ không phải là cây nào cũng tốt đâu, cây này biết. Sao cây này nó hơi cờ kẹp ha. Còn biết đâu cái cây mà có lần mà chú điện con là chú nói là nó bị ngã gẹp rồi coi cái con mới nói là con quên dặn chú cây nào ngã để luôn. Chú lúc đó chú đã dựng rồi. Dựng là nó yếu rẻ. Nó suy, nó rụng hết lá luôn rồi chú mới chăm sóc. Dạ. Siêu hồi ưu tiên cho nó lắm đó. Siêu xài siêu hồi. Chú gọi con. Dạ, vậy hả? Bây giờ siêu hồi chú xài thay thế siêu dưỡng được không? Dạ. Được, chú áp dụng siêu hồi không chứ không siêu dưỡng. Dạ. Siêu dưỡng. Siêu dưỡng cây. Thông thường á, là cái cây nó ngã xuống á, nếu mà dựng lên một cái á, là nó sẽ bị đứt cái rễ phía này nữa. Thôi mình cứ để yên vậy nó luôn cho. Nhưng mà ví dụ mà để yên thì nó rột cái vườn của mình thì nó xấu cái vườn của mình. Đúng rồi. Dạ, nó xấu vườn. Dạ. Rồi mình đi vòng nữa để quan sát. Cái mùa này chú coi kiểm tra giùm con nhện đỏ nha. Nhện nè chú nha. Chú mới xịt ngày hôm qua. Nhện á. Quắn quắn rồi chú biết rồi. Nhện quắn quắn. Còn cái lá này á, là nó bị nước á. Buổi sáng sớm mà mình thấy ha. Nhưng mà trưa lên thì nó hết. Nhưng mà sau này á, nó sẽ để lại cái hệ quả của nó là những cái đốm như thế này nè. Và đốm mắt cua á. Đây là do nước nè. Do nước nó ứ ra nè. Chú thấy không? Do nước nó ứ. Xong bắt đầu vỡ cái mao mạch nó ra. Thì nó giống như cái bánh tráng của mình mà nhúng nước chỗ nào mình nhùng chỗ đấy. Dạ. Thì cái này cũng không phải lo lắng hết á, chừng khi nào nó lên nó giọt lên nó lớn này nó hết à, tại nó không còn ẩm độ nữa. Cái đặc biệt cái vùng của mình là buổi sáng sớm nó hơi có sương. Đó, sương nó bám. Này là 8 tháng. Hơn 8 tháng. Hơn 8 tháng. Hơn 8 tháng thôi cho 9 tháng đi. 9 thì chắc chưa được. 9 là chưa được ha. Ở vùng đây mà đất đá này trồng cây cũng ok. Đây nè mọi người, bà con chúng ta hay phân vân cái vấn đề là cái mít, lá mít của mình nó bị cái kiểu như vậy này. Đó, chấm trắng này là nước sương. Sương sớm rồi xong rồi đến khoảng 9-10 giờ là nó khô, nó hết đi, nó thoát cái nước hơi nước đi thì nó sẽ để lại là gì? Nó để lại là cái chấm đỏ 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 tại nó vỡ vào mạch ra để nó thoát nước mà. Đó là chúng ta có thể kiểm tra đây này. Đấy, nó vỡ cái mao mạch ra thoát nước. Nên là chúng ta lưu ý cái vấn đề đó, không có sao hết. Lúc hồi còn nhỏ thì chú lo chú gọi điện rồi với lại coi chú coi YouTube của tụi con hoài đó nên chú đã hiểu cái phần đó rồi. Dạ. Nè, chú vụ bầm này, có lần chú cũng đã hỏi. Dạ. Con giải thích cho chú giờ chú yên tâm cái vụ đó. Dạ. Rồi có, con có lại một số cây là nó hay có trái đọt. Có trái ngoài đọt là sao? Không sao, cái mùa nó vậy á. Có nghĩa là cái đầu đọt nó có trái phải không? Đó nghĩa là cái trái bông trái đực chứ vậy. Không sao hết, bình thường. Nha. Thì nó nghĩ chắc cái đó do bị cái sinh lý của cái mít nó vậy đó, không sao hết. Tưởng đâu là chăm sóc không tốt rồi không. Cây nó khằn, nó cằn cỗi rồi nó mới ra trái. Nó ra cái trái ngoài đầu đọt không sao, sinh lý cái mít nó cái mùa vậy đó chú. Nha, cái mùa của nó. Đây chúng ta đã qua đây này, thường này cái lá mà qua chuyển cái mùa á, đây là chuyển mùa nó hay đỏ lá, mình cũng không có sợ ngang chấu nha. Nhưng mà nó ít thôi, cái này là ít thì không có sao hết á. Nhưng với lại bước qua cái mùa mà hết cái mùa nắng á, chuyển qua cái mùa mưa hoặc là hết mùa mưa chuyển qua mùa nắng á, nó cũng bị hay bị sốc nhiệt thì nó hay là tình trạng là đỏ lá. Như lại đỏ lá chân lá già thì không có sao hết nha, chú yên tâm. Mùa này chú chủ yếu là nhện. Nhện mới phun rồi hả chú? Mới phun qua. Dạ. Rồi còn cái vấn đề nước thì mới nãy vô con cũng nói với chú trước rồi đấy. Nhưng mà sẵn ở đây thì bà con coi thì mình cũng khuyến khích bà con là nên dời cái ống nước ra giữa hai cây một cái bát nước để nó hoài ra cho nó đủ nước này. Ở ngoài cái đầu tàn đó chú. Ở ngoài đầu tàn cho nó đủ nước. Thì khi mà đủ nước thì cái tàn chúng mình nó ra mạnh nữa.
cái này á chú phải tạo cái môi trường nhử nó ra, tại vì rễ nó ra tới đây nó nóng quá nó đâu có ra được nữa, nó không hút được dinh dưỡng nữa. Chú hỏi là thí dụ như cái tàn nó tới đây rồi, bây giờ rễ nó tới, khoảng tới đâu rồi? Rễ giờ nó cũng đâm ra tới đây rồi á chứ. Dạ đúng rồi. À như vậy là chú phải đưa ống nước ra, chú nghĩ là tàn tới đâu rễ tới đó, nên là chú hơi phủ phủ ra ngoài chút thôi. Dạ. Tại vì ở muốn đưa ra ngoài thì những cái cây người quế này nó khi nó cản, thành ra chú tính bứng hết những cây này đi. Không sao đâu, kệ nó không sao đâu. Thì chú dạ cái bét ra, rồi chú vừa tưới được cho cây nguyệt quế của mình và tưới được cho cây mít mình luôn. Ừ. Thì mình không cần phải dời. À rồi, thôi để chú dời ra, làm. Tạo cái môi trường thuận lợi cho nó đi ra. Mà phải có cái môi trường để nó mới ra được. Rễ nó muốn ra mạnh là phải có môi trường bên này nó ẩm độ. Chứ bên này con đứng ngay là khô này. À rồi. Đó, bên này khô này, nên là cái môi trường. Như hiện giờ là cái bét này. Thì chú sẽ dời ra đây. À. Nó sẽ vừa tưới được cho cái cây mít của mình và nó vừa tưới được cho cây nguyệt quế luôn. Thì cái khoảng cách bên kia cây mít cũng vậy, thì chú cũng dời ra là nó tưới được phủ đều liếp luôn, thì giúp cho cái cây của mình nó phát triển tốt, rồi nó là mình tưới được cho hai cây nó thì mình sẽ đỡ được cái công hơn. À dạ, cây này giờ bộ tàn bộ rễ cái này cây của mình nó ra tới ngoài này vậy mà chú cứ tưởng lâu rồi nó dạ. Khoảng ngang tàn thôi thì dạ. Dạ. Chú để chú canh nước ở đây, tại vì cái bé dạ. Có chú có van kìa, cái van lớn nhỏ gì đó là dặn luôn. Với lại mình khi mình để sát gốc á nè thì nó sẽ làm cho cái tưới cái phần của mình nó không đều. Cái thứ hai nữa là lượng nước nó dư nó đánh vô gốc nè, nó sẽ làm úng và thúi cái cổ ngay cái phần ngay cổ rễ của mình. À. Nó còn cái phần bên kia thì nó sẽ bị thiếu nước. Dạ. Rồi. Rồi chú sẽ rút kinh nghiệm. Con. Giờ chú canh nè, chú canh cứ ngoài đây là được rẫu. Bên kia nữa anh Hùng. Ừ, thì cái này anh dời ra đây. À. Cái cây kế cũng dời ra làm tưới đủ nước. Nước liếp hết. Nếu ngon nữa là quất luôn chính giữa này, ngay ngã tư này, ngay chỗ đây nữa nè. Nó bùng mạnh ra luôn. Đó. Ý chú là vậy đó, ý chú tính làm ngay ngã tư hết á. Ngay ngã tư này nó bùng mạnh ra nữa nè. Ừ. Còn trong góc á là không cần. Ừ. Dạ. Nè như hiện giờ là như bên này chú thấy là ướt nè. Còn ông mấy bên này nè. Mấy bên này nó đâu đủ nước đâu. Là cái phần rễ bên này nó sẽ bị yếu đi. Tại vì do nó không đủ nước. Tại vì chú nghĩ là rễ nó ra khoảng ngang tàn nên chú làm vậy. Bây giờ nếu biết vậy rồi mai mốt chú dời ra chính giữa. Dạ. À. Bước vô này mùa nắng là dời luôn á. À. Rồi mai mốt. Tới tháng nắng rồi mà cây của mình nó không đủ nước là bên kia nó phát triển, mấy bên này rễ nó không đâu đủ nước đâu phát triển được. Rồi khi mình tưới phân cũng vậy. Khi mình tưới phân cái đầu là được chỗ nào đủ nước thì cây bộ rễ nó sẽ hấp thu vô được. Còn bên này nó thiếu nước. Đó thì bộ rễ không hấp thu vô được. Thứ hai nữa là nắng cái bắt đầu nó cái thuốc phân bón của mình nó sẽ bốc hơi đi. À. Nó không có tác dụng ở khu vực bên này. Vì chú canh phải chủ yếu là nước thôi, ẩm độ thôi, còn dinh dưỡng. Nước mà chú đi ra đủ nữa cây nó bung ra liền. À. Không, nó so với 8 tháng này cũng hơi yếu. Đang yếu so với miền Tây mình thôi chứ ở trên này thì 8 tháng thì nó cũng đạt rồi. Tại vì cái vùng đất của mình nó sỏi đá nhiều quá. À. Đúng cây rồi. Bộ rễ nó phát triển ra chậm như, hơn. Như trên đồi đá nó đâu lớn nổi đâu. Dạ. Đó. Ở dưới này chỗ phần đất nạc thì nó còn khá. Dạ. Còn mấy cái cây này, chỗ đất bằng này mà nó suy là do nó trống rồi cái nó ngã rồi chú dựng lại cái rồi suy. À dạ. Ngã luôn. À. Đó, mấy cây ngã trống nhiều là do hôm đó ngã đó. Dạ. À. Do cái phần đất ngay chỗ cái cây của mình trồng là đất thịt nó ít. Đúng rồi. Cái cây của mình bộ rễ nó chưa có bám chặt vào được. Đúng rồi. Giờ nó phải lắc lòn nó tìm chỗ nào đất nó bám sâu xuống chứ. Ôm vô đá. Cơ bản là giờ sửa ống nước nữa là ok ha. Đúng rồi. Sửa ống nước lại. Vậy là mức độ chăm sóc của chú vậy là khá hả? Khá. Dạ. Nói chung mà trung bình khá. Vậy thì chú mừng, chú phấn đấu thêm. Phấn đấu thêm, trung bình khá. Còn lại nước á, cái nước nó quan trọng ngang, không phải giỡn đâu. Nhất nước nhị phân mà. Nước nó quan trọng. Mỗi ngày là chú tưới là hai cử, sáng một tiếng, chiều một tiếng. Dạ. Ừ. Còn cái vấn đề mà chú cháu á, tại có những cái tiếng con đi. Ừ. Chứ không, có những tiếng con đi là con mới ghé, tại vì nó nhiều lắm. Con đi một vòng tròn, hồi bữa cũng có lên khu vực đây. Con nhớ là con gọi chú một lần đấy. Đó, lâu rồi. Hôm nay, lâu rồi. Nhiều tháng nay. Yeah. Mới coi YouTube hồi rồi tối. Chú thấy là con lên Định Quán, mà Định Quán ở đây thì sát bên. Chú mới tin trách á. Tin trách. Đã đi tới Định Quán mà không tới chú. Mới lên hôm qua mà. Nhờ trách vậy thành ra bữa nay mới có mặt vậy. Không phải đâu, con lên cái vườn gần cách đây nè. À. Là con có xác định là cái vị trí
giấy của cháu luôn. Nhưng mà lên tới nơi rồi mà mới tính là hôm qua là xong rồi, là sáng nó còn mới gọi là trưa nay con chưa tới cháu đâu. Nên con làm việc xong thôi, làm việc xong bên kia rồi con mới qua. Rồi thấy cái địa chỉ nó gần mà, con nhìn thấy mà. Nhưng mà con đi một vòng. Chứ còn mới lên video này, mới lên trên máy. Rồi ơi, chúc sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn. Rồi phần mà cắt đọt rồi nó lên nhiều tược như vậy nữa, rồi chú cũng cắt thêm cái phần đọt của cái mấy cái tược trên nữa, vậy rồi có được chưa? Dạ từ từ, cây này mình mới có khống chế tàn một lần à. Để cho cây của mình nó đủ chiều cao, nó qua Tết đi. Qua rồi. Đi một hai không. Ba cây đọt cái đi. Đấy là nó đọt đang không? Ý là chú cắt rồi. Dạ. Chú cắt đọt xong. Dạ. Cắt đọt xong cái mấy cái đọt gần đó nó phun mạnh lên, cái chú thấy nó giọt cao quá, chú cắt bớt thêm lần nữa. Vậy có được không? Vậy là từ từ phải không? Dạ mình bấm từ từ để cho tạo cái cành cái vỏ cây của mình sau này cành nhiều thì năng suất nó mới cao. Còn mình bấm sớm quá cái cây của mình nó bị thiếu nhánh. Đó thì chú cũng coi hướng dẫn của anh em trên YouTube ra, rồi chú cũng tầm giới ngang ngang khỏi đầu để chú cắt đó. Bộ lá chú chăm sóc đảo quá. Không, giờ là được rồi, cũng rong cành rồi, cũng tỉa cành rồi, cũng bà bán rồi đó. Có một cái là cái lá quăng quăng này là do hôm rồi, cả tuần vừa rồi là đáng lẽ là chú xịt trước rồi đó. Nhưng mà cô chú đi Sài Gòn khám tổng quát cả tuần ấy, ở trên Sài Gòn chơi với mấy đứa con nữa, thành ra về trễ. Chú thấy về thôi, ngày hôm qua chiều qua kéo gà xịt liền nè. Dạ. Okay. Nhà anh tấn công. Ok, một cái video gây dữ liệu này cũng chúc chú với bà cô sức khỏe nha. Làm này, tuổi này làm ít thôi, giải trí là vui nha cháu nha. Cây mà đâu có nhiều đâu, mấy đứa con kia trồng sầu riêng, chú nói thì chú không còn sức đâu để với chăm sầu riêng. Mít về cây thấp dễ hơn. Trồng sầu riêng, sầu riêng chịu nổi đâu, sức này chịu làm đâu. Sầu riêng thì phân thuốc nó nhiều, rồi cô chú cũng có tuổi rồi. Đúng rồi. Thì phân thuốc nhiều quá thì cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Thứ hai nữa là tuổi tác nó không cho phép mà để làm cây sầu riêng, tại vì cây sầu riêng nó cực lắm. Rồi ok thôi, bye bye. Chú. Rồi chúng ta lên nhà chú Sáu nha bà con. Đây là nuôi ong tự nhiên nha mọi người. Đấy, đây là nhân vật chính của ta vì dỡ ra này. Wow. Cái này hình như là mới dỡ ra đó chú, hay là mình để trống vậy rồi? Chưa dỡ hay. À cái chỗ này để cửa nó vô phải không? Không, cái cửa là cửa đây. À cửa dưới. Còn chỗ này mình để trống cho chơi vậy? Cái này là tại vì số lượng ong á là nó chưa đủ, dạ. Chưa đủ mạnh để mình tăng cái số lượng cầu đây. À số lượng cầu. Đáng lẽ là nó đầy luôn. Dạ. Ví dụ như bên đây đầy nè. À. Wow, bên đây rồi. Để gắn chú cái micro cho nói chuyện cho nó dễ. Wow, coi này. Nè ha. À, chú dỡ lên cho camera quay này. Còn nữa. Đây đây. Ví dụ như đây. Không. Tại chú dỡ từ từ. Wow. Ừ. Nó nằm trên này luôn kìa. Nó dư quân đó, nó dư quân. Dư quân nó phải lên nắp. Ồ, đây. Chú còn nó cắn sưng mỏ anh Hùng ơi. Chừng cắn sưng đó. À, để chú lấy mật ăn tại chỗ đó. Mật ăn tại chỗ luôn nè mọi người. Mọi người có hả mua mật em mà nuôi tự nhiên là liên hệ chú Sáu nha mọi người. Tí nữa ra mình chụp cho cái bản hiệu nữa. Chú có cái dao mà, dao nghề mà nó có cái bụi không đây. Nè, ăn đi. Hai anh Hùng, mời anh Hùng thưởng thức. Ăn đi, còn chú còn con lắm nữa mà. Đó nó quýnh chết á. Hấp dẫn. Chừng nào ông chết rồi mới làm kỷ niệm. Mới có kỷ niệm. Con nha. Ngọt đấy. Ông này là ngọt. Mật này là mật tự nhiên. Mật cái... Đây, mời anh Nghi. Quýnh phụ mẫu á. Quay vô video nè. Mật nguyên chất 100%. Nguyên chất 100% luôn. À, để sẵn đây nếu mà tụi con có ấy thì chú nói rằng đó là người ta nói mật ong nuôi dĩ nhiên phải có đường. Dạ. Nhưng mà đây chú khai thác những cái lúc mà khai thác này thì không cho ăn, chỉ cho ăn những lúc chưa tới mùa mật á. Dạ. Trong mùa mưa thì chú mới cho ăn. Dạ. Mùa mưa là bông nó mùa mưa không có đủ mật. Dạ. Nên là cho ăn đường để ong nó sinh sản. Dạ. Rồi tới mùa mà mùa mật, tới mùa khai thác á thì mình không cho ăn nữa. Nếu cho ăn nữa mình lấy mật ra thì nó sẽ có lượng đường. Ừ. Đâu còn nguyên chất nữa. Dạ. Nên chú tiện đó không cho ăn. À. Được chở tổng vô rừng hết rồi. Đồ trời ơi. Con chú đi trong rừng
Hồi đó chú đi ra tới một chùm nguyên chất. Cái chú cha. Kèo mặt khủng khiếp. Kèo mặt nè. Wow. Mặt từ trên dưới. Ngon thì chấm ăn. Chú ăn kìa. Quay cảnh chú ăn kìa, chú mấp chú ăn kìa. Không, con nó chú. Nhộng nó nằm ở trong á. Dạ. Hùng chấm ăn. Chấm ăn anh Hùng. Anh em thử miếng. Anh quay phim, anh quay phim. Thử đi. Không. Anh quay phim chảy nước miếng. Anh quay phim chảy nước miếng. Cô bên kia là xong khói á. À quét. Nhộng nè. Wow. Đây là nhộng để con ong nó sinh sản. Có dạ. Đây đây là nhộng ong. Rồi rồi bây giờ làm sao mình muốn nhăn ra, làm sao mình nhăn ra nó ra chú. Cái đó là phải nhộng mình chia con chúa tặng chúa lên. Như trong này nó có chúa không cô? Có một con chúa. Mà mình không biết nó ở khay nào hay? Không biết ở chỗ nào bây giờ chỉ con chúa cho chú coi đi. À. Đây đây con chúa này. Dễ cũng có. À. Nó khác với con ong thợ phải không? À. Nó nhiệm vụ là nó đẻ. À. Chú chỉ đẻ thôi. Đúng rồi. Để chú bắt ngay con chó. Ông chú ông đừng đâu chú biết bay con này nó bò không nó đâu bay được hả chú? À. À, con này khi bây giờ nó to xác rồi cái cánh nó không đủ sức để mà nâng cái thân nó lên. Hồi còn không nhỏ. Được nghe. Đây con đực. Không được đó. Đực không biết đánh nha mọi người. Đúng rồi, con đực thì không bao giờ biết chích ai. À không biết chích, còn mấy con nhỏ kia là nó thành đực không? Ông này là ông thợ. Vậy nó là giống đực hay giống cái chú? À nó là cây như là lưỡng tính nè. Nó không có lưỡng tính, nó cũng có giới thối. Không có giới tính. Chỉ điều phận với đồ việc thôi. Nhưng mà những con này á không phải là ông chúa, nhưng mà nếu mà trường hợp như thì ra đây ăn mập nè. Trường hợp như cái đàn này bị mất ông chúa một ngày lâu ngày á thì con thợ cũng phải có đẻ ra. Cũng đỡ nhưng mà nó nở ra toàn ông đực không. Dạ ha, thấy rồi ha. Dạ. Nó chết rồi. Nó chết rồi cũng tốt rồi chứ không có gì. À. Ngon chưa? Ừ, mặc làm miếng này cho anh. Có, cô anh. Đau bụng ăn mặc ông là tốt. Dặn lại làm miếng. Ủa hồi nãy giờ. Ủa sao tự nhiên móc của ta của chú vậy cơ? Đây nè, cứ chú móc. Đang mùa khai thác mà. Rồi. Đau bụng ăn mặc ông tốt chứ kia không à. Ngậm gừng đó. Nó ok luôn đi. Này trồng gừng nữa. Ủa, để vậy cái bông tự nó bay lại không cô? Nó đi nó sáng đi chiều về. Mà đứng vậy mà nó ra vô ha. Nhưng mà mình đâu có cho nó ăn đâu đúng. Thôi lấy mùa coi. Mùa không dẹp, có mùa hoa rừng không có thì mình mới di chuyển. Không nuôi nó quen hơi rồi. Ừ. Với lại còn đứng ngay trước cửa thùng nên nó dễ bị chết lắm. Đứng. À vậy. Này là thùng nào cũng có luôn hả cô chú? Đúng rồi. Không, cái này cũng là trải nghiệm đó, thú vị chứ giỡn không đây. Con thấy luôn á chứ con thấy. Còn thế nào cũng phải có người cũng có người thắc mắc. Cầm khói đi cho chắc. Có dính mật thế nào. Thế nào có người thắc mắc. Thế nào cũng có người thắc mắc hỏi là để làm gì? À chú cắt miếng xốp, miếng này là miếng để miếng to để mà cắt để mà cắm hoa đó. Dạ. Chú cắt cái này ra để mà chú nhúng vô axit. À acid mà loại acid nằm độ vừa phải, chú bỏ về để diệt là cây diệt cái kiến hả chú? Gọi là không phải. Sâu. Diệt cái nấm gì? Hả? Không phải diệt cái con ký sinh không ta, ký sinh trùng không ta. Cũng không phải là nó sẽ gây cái gì cho mật không thì giờ con, tôi nói là con chí. À con chí, con chí, con chí. Nó sẽ làm cho cái đàn ông nó suy. Dạ. Yeah. À nó phải diệt đi. Diệt đi chứ thôi. Cái con chí mà nó ăn vậy nó đeo lên đầu hả? Không phải. Bây giờ là nếu mà không á là nó sẽ diệt hết, nó ăn hết hư những cái con ấu trùng đâu à, những cái con nhỏ dạ. Ừ. Chú nó nhận, nằm ở trong á. Ở đây con thấy nó có hai cái hình, đây là mình cái lỗ này đã đầy mật rồi hay là chưa đầy mật? Cái này mới có mật nè. Cái này mới có mật, cái này là chưa con, đầy mật. Con của nó. Con của nó. Đây là nó nở. À, đây là nó những cái lỗ này là những lỗ con của nó nè. Mà bản chất là mình đâu có ảnh hưởng gì tới con của nó đâu đúng không chú? Không, lấy mật không? Đây là mật nè. Quá trời mật luôn. Khi khai thác thì phải mình lấy dao mình lặn hết cái phần nắp này nè. Dạ, phần mình đợt nó chảy ra. À, rồi cứ mình để trong thùng quay.
trước đi đâm nó hút ra. Dạ. Rồi mở cái lát cái vừa rồi dạ, coi. Dạ, con có thấy cái thùng hả cô đó. Ấy. Nè. Vậy là mình lấy cái mặt xong rồi còn cái này mình trả lại gì vậy nó? Trả lại nhưng xong mà khi mà con ông con mình quay vậy là có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? Quay nhẹ thì không sao hết. Dạ. Quay nhẹ nhàng đều đặn. Dạ. Đừng có ngưng đột ngột hoặc là nhanh quá. Gặt hoặc là xuất phát đột ngột quá thì nó sẽ giật đi, nó văng cái con ấu trùng ra. Dạ. Tội nghiệp con ông khi mà mình không biết nghề tội nghiệp má ha. Nhưng mà những cái mà nó nằm ở trong đây rồi á dạ. Thì không sợ, nhưng mà những cái như về mới sợ. Những cái chưa bích lỗ đâu đó. Đúng. Đây là những cái là không chưa chưa lỗ nè. Nè, nó có nhọn nhỏ gì đó trắng trắng à. Nó có con đó. Thấy cũng tội nghiệp đó quá, vậy mình cẩn thận hả chú? Nhẹ nhàng vậy lắm, phải làm phải người biết làm mới được, dạ. Chuyên nghiệp mới được, chứ còn nếu mà tay ngang ngang làm hư ông hết. Chị về thôi, tầm mít gì nữa chú, tầm nuôi ông. Niềm vui, niềm vui. Hồi đó, trước đây khoảng 10 năm, cô chú đi xa lắm, đi ra tới miền Trung, Quảng Bình, Quảng Trị rồi để nuôi ông ngoài đó. Cái này anh Diễn, cô chú có bán online không, không bán sỉ không hả? Có online. Con gái cô chú nó bán online. Đưa thông tin để, có, để cô chú ấy. Có, anh có thông tin nào. Chú gửi đi nhiều nơi lắm. Dạ. Hấp dẫn hay giỡn không? Nhưng mà bây giờ là làm cái vụ này đi nè, giờ mình mua mà phải bán thì con lấy, còn mà mua mà cho là không lấy. Cái chuyện đó nói với con xử lý là sao? Bye bye. Chú tính rồi.